Vậy là đã 3 năm kể từ khi mình chơi Mobile Rollercraft. Sau 3 năm quay lại thì mình thấy mọi thứ của Mobile gần như đã thay đổi hoàn toàn. Về các con mod, các tính năng, các cơ chế của Mobile giờ đã khó hơn trước rất nhiều. Vậy mẹo búp bẩn các kiểu con đà điểu đều như đã được fix sạch, khó mà chơi chậm cướp như mình hồi đó. Và trong video này, mình sẽ chơi lại Rollercraft, nhưng mà là Rollercraft Great Goga. Một phiên bản hoàn toàn mới của Rollercraft vừa ra mắt vào ngày 18 tháng 10 cũng là của Sivasi. Rollercraft đã khó, nay còn có bản khó hơn, mà không phải khó nữa mà là khó muốn đập cái bàn. Mình đã tạo đi tạo lại rất nhiều thế giới bởi vì hẹo và rút ra được rất nhiều bài học xương máu. Việc đầu tiên là mình không nên trao đổi với những hàng mọt sách vì sẽ có nguy cơ bị nổ tung. Cái này thì mình thấy tùy con thôi, hên xui. Việc thứ hai là nên né những thế giới spam đầu game ngay vùng lạnh hoặc là vùng quá nóng. Cho dù sinh tồn VIP cỡ nào đi nữa thì mình thấy vẫn không có tương lai. Việc thứ ba là tuyệt đối né những tòa nhà cao chót vót ra vì đó là lãnh địa của bọn ký sinh trùng. Cái thứ tư là mình phát hiện bây giờ có một hệ thống nhiệm vụ nữa, quá là VIP luôn, mà chơi siêu khó là làm nhiệm vụ xong chết một cái chắc đứt ọc máu, nên là bỏ qua đi, nào bá đạo mới làm. Việc thứ năm là tụi zombie bây giờ khôn hơn trước khi biết cầm cố phá lóc. Reaper thì nó còn dữ hơn nữa khi nó có thể nổ xuyên tường cách một và lóc. Đến với cái thứ sáu là phải luôn quan sát trên đầu vì sẽ có những vị thần bảo hộ bạn đi đến cõi vĩnh hằng, là những con skeleton cưỡi thú chi đuổi người chơi, nào là cưỡi quái vật, cưỡi hippo, còn các cưỡi rồng nữa. Đó chính là hiệp sĩ rồng trong truyền thuyết đó các bạn, hiệp sĩ toàn xương. Và cái việc thứ bảy là mình thấy kiến trúc làng mạc dường như là khó tìm hơn. Hệ sinh thái đồng bằng savan dường như là mình không thấy, chỉ toàn là thấy những rãnh nước khổng lồ, núi lửa, sa mạc, biển và biển, chỉ toàn là những môi trường khắc nghiệt không thôi. Và để chơi được Rollercraft Red Dora này thì mình đã tìm hiểu, lên kế hoạch dài cho từng bước và cần thêm một phần nữa mới sống sót qua được từng ngày, đó là phần may mắn. Và mình đã làm gì và có sống sót đến ngày 100 không? Thì đây là hành trình của mình trong 100 ngày Rollercraft Red Goga ở chế độ sinh tồn siêu khó. Sau nhiều lần tạo thế giới thì mình cũng xuất hiện kế bên một ngôi làng. Đập vào mắt mình là một nàng tiên cá đang hát hò. Giọng hát say đắm lòng người này nó sẽ khiến mình không còn cái lòng, nên là mình phải tranh thủ chế hai cái nút để mà bịt cái lỗ tai lại trước. Tiến vào trong làng, mình tìm được xương xương vài miếng thịt, 30 khối len, một chai nước sạch, có sẵn giường và bàn chế tạo, và không quên kích hoạt luôn cái waystone đá dịch chuyển. Đây là cái hằng mọt sách mà mình nói, không nên trao đổi hay là nói chuyện với nó vì nó có một sức mạnh không thể nào mà lý giải được. Và ở trên cái hấp canh thì chắc chắn luôn luôn có vũ khí và giáp khởi đầu. Thứ mình cần là cung tên để tấn công từ xa cho an toàn. Còn về đồ sắt thì mình phải đạt đủ level mới dùng được. Cái đó là cái khó khăn nhất đó các bạn. Kinh nghiệm đâu phải dễ kiếm đâu. Không tìm được bộ công cụ đá nào ở trong làng thì mình phải tự tay làm bằng cách đi đào sỏi kiếm đá lửa, mài cho nó ra hình mảnh, phá lá tìm vài cái que, rồi chế lại thành cái dao nhỏ. Dùng dao nhỏ cắt cỏ, chế ra dây và buộc nó với mảnh đá lửa thì thành một cây rìu. Có cây rìu thì đã có thể chặt cây lấy gỗ, rồi chế ngay đôi tay Garmin siêu chống tiếng ồn. Thức ăn, nước sạch và đồ cứu thương là ba thứ quan trọng nhất. Mình phải luôn chuẩn bị thật nhiều những thứ đó để mà đi đến làm những bước tiếp theo. Có những cái rương bị khóa thì mình cần dùng đến những cái lock bit. Như cái rương mình đang mở là cái ổ sắt thì mình dùng đến hạt sắt chế ra thì cũng không tốn kém gì. Nhưng ba cái chìa mình mở đều gãy hết cả ba. Khi đi nhặt những cục đá nằm lăn lóc trên mặt đất để làm ba cục đá củi chế tạo cây cuốc thì mình nhìn thấy một con tàu hải tặc. Đây là con tàu mình thấy rất dễ loot và cực kỳ ngon để farm kinh nghiệm ở đầu game, khi nó có gần 10 cái lồng triệu hồi cướp biển bên trong con tàu này. Đồ thì thấy không có gì xịn ngoài cái khiên cobble giúp mình đỡ các đòn tấn công không bị đẩy lùi. Rồi mình chặn lóc lại xử lý từng con một, hỏng hết vũ khí thì móc cung ra bắn. Khi tấn công vào những con được búp bẩn thì hên xui, hên là chỉ bị những cái hiệu ứng nhẹ như là chỉ bị mù, bị đói. Xui xui thì nó nổ cho phát làm lại game mới. Xử hết một đám phải phá hết lòng bên dưới bon tàu thì mình lụm về được 28 level kinh nghiệm. Mình liền nâng cho phòng thủ, trồng trọt, tấn công lên level 8 để mặc được đồ sắt và xài vũ khí sắt. Nhưng mà nhìn kỹ lại mới thấy thì mình chỉ mới nâng có lên level 7, cũng không hiểu sao lúc đó mình nâng như vậy luôn. Mình định rời khỏi con tàu thì lúc này trời đã tối, bên ngoài thì đầy quái, chưa có lú ra luôn nhưng vẫn bị tụi nó phát hiện. Kiểu như là bọn quái này nó hắc map, nó nhìn xuyên tường vậy đó. Không còn đường lui, mình chui xuống lại bon tàu, đào một cái lỗ rồi farm tụi này cho đến sáng. Có bêm được một con quái một sao thì nó gớt ra một cuốn sách bảo vệ khỏi bật bắn một. Cùi, sau một lúc dần vặt với tụi này thì cũng đã có kinh nghiệm nâng bảo vệ và tấn công lên cấp độ 8. Mình háo hức chạy về làng báo tin vui khi vẫn còn sống sót. Chạy vào thư viện nói chuyện với khứa màu sách thì nó tặng cho ba cái hiệu ứng xấu. Lần đầu mình trao đổi với nó rất là bình thường, đến lần thứ hai này thì nó lạ quá. Khứa màu sách trên lầu cũng tặng thêm ba cái nữa thì mình biết là nó kêu mình cút. Đi ra ngoài vườn nho thì bị ông thằng nước tìm tới, xui cho nó là mình có cung bắn cho nó thấy. Ở trong các ngôi làng bây giờ có thêm cả một vườn nho. Công dụng của nó rất xịn là chế tạo ra rượu, mà là rượu OP nhất game đó các bạn. Cái này về sau mình sẽ làm đến. Và nó cũng là thức ăn tráng miệng khi mình không có gì để vào bụng, mà cũng khá là ngon khi vừa được tăng thức ăn vừa được tăng nước.
sẽ cực kỳ nguy hiểm khi mình cứ đi bem quái kiếm kinh nghiệm, thì mình cũng có thể trở thành một anh nông dân đi thu hoạch cây trồng, cũng có kinh nghiệm đó nhưng mà được không nhiều, còn hên lắm luôn thì sẽ có cơ hội thu hoạch ra được con quỷ ma cây này. Nó bắn cho biết mùi độc hôm nồng nặc là gì. Bởi mình luôn chọn những ngôi làng khi khởi đầu là vậy, vừa có đồ khởi đầu, vừa có người bảo vệ, có thêm cô tiên hồi máu nữa thì còn gì bàn. Ở ngôi nhà có vài quặng than, những cái lò nung, mình tìm được một cái rương đầy vũ khí sắt. Mình lựa ra từng cây xem cây nào ngon thì để dành xài. Xịn nhất là cây côn nhị khúc, được hãng Sweeping, cộng 20% tốc độ tấn công, thêm 0.5% tầm đánh. Xài côn nhị khúc nó khỏe hơn kiếm nhiều, khi mình chỉ cần đè chuột, không cần phải nhấp nháp vào sớm hai chuột mới. Tuy là đam hơi yếu, nhưng mà ép được giọng ngon có khi nó còn bá hơn cả kiếm. Mình dùng ít kinh nghiệm, nâng building lên cấp 4 để mà phá TNT xem trong gương có gì thì wow. Tôi phá nó chứ tôi không có mở, có luôn cái nịt. Lâu lắm rồi không chơi lại Growlcraft thì mình như một con gà mờ, tốn thời gian đi vào mấy cái công trình to lớn trong làng mà chả có được gì, chỉ toàn là đồ ăn với giường ngủ thôi. Khám phá hết làng, mình quay lại với cái đống đồ đã gom được. Cái nào tốt nhất thì mình đem theo, với nung thêm cái đống khoai tây bỏ lò. Cái xô này ở đâu ra thì trước đó mình nấu chảy hết mấy cây vũ khí sắt, và cái số sắt mình sẽ nhận được khi nung nó ra là tùy theo cây, theo độ bền của nó. Vậy là quá tốt luôn, mình đỡ phải đi đào. Ngày hôm sau, mình tiếp tục với phi vụ cướp kinh nghiệm cho con tàu hải tặc. Lần này mình lượm được một viên kim cương là thấy xịn nhất. Thuyền hải tặc mà mình cứ tưởng là hiền của vô gia cư không á, nó nghèo lý mặt sầu. Đi qua một hướng khác thì mình nhìn thấy một cái nhà máy giàn khoan gì đó với một ngọn hải đăng thì mình biết là đang sắp ra biển. Đối với những cái công trình lớn bây giờ thì tuyệt đối mình không nên đi vào, vì mình chưa biết có gì bên trong đó, có con gì nó quật cho một phát là new game. Không xa đó có một tòa tháp, mà tòa tháp này nó mọc ngược ở giữa biển, nên mình mới dám lao vào phá được hai cái lồng spawn với lấy được ít block, với thêm ít đồ và chuồng lẹ. Chứ tụi zombie con nào con nấy toàn cầm cuốc sắt, nó đào phá lóc còn nhanh hơn cả mình. Vừa rời khỏi tòa tháp chèo thuyền đi thì mình nhìn thấy một ngôi làng khác. Quên nói cho các bạn biết nữa là ở mỗi làng bây giờ đều có những cái bản nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chủ yếu là đi săn, phần hưởng cũng ok la. Đang đứng kiểm tra nhiệm vụ thì nghe tiếng con Radiant nó phát ra từ hàng quỷ mọt sách, rồi nó bắn tia gì đó vào người mình. Lại gần xem kỹ thì nó hiện nguyên hình. Ui là trời, tin được không, con cá thì bắt nó nuốt luôn cái đầu hàng mọt sách. Ở trong ngôi nhà này có một bộ giáp xích được giấu ở dưới lòng đất, không biết là đã được giấu hay là trên nó lót lỗi nữa, nó nằm lắc ở dưới luôn. Nhưng mà giáp chỉ số toàn trừ thì cũng chỉ có vứt, mặc vào không khác gì tự hủy. Còn gỗ thì mình có thể kiếm được ở những cái quầy kho hàng trong làng, chỗ này gỗ bao nhiêu. Vũ khí giáp sắt cũng nằm ở cái rương bên trong, ngon quá, có thêm cái yên cửi nữa nè. Nguồn nước sạch để uống bây giờ đã được giải quyết khi mình đã có những chai thủy tinh, mình chỉ cần múc nước nó lên đem nó đi nấu là đã có nước sạch. Kế bên ngôi làng này là một cái Mira Tower và một rãnh nước sâu hẳm toàn lava. Chỉ đứng ở trên đây thôi mà thanh nhiệt độ của mình nó đã tăng lên chóng mặt, là các bạn hiểu nó nóng đến mức nào rồi đó. Còn cái Mira Tower cực kỳ ngon để farm kinh nghiệm, nhưng mà không phải là lúc này, đứng kế bên vậy thôi mà Reaper nó vẫn nổ được. Nó phá lốc rồi cái đám nó ùa ra như kiến vỡ tổ. Chạy khỏi chỗ đó thì mình tấp vào một hòn đảo nhỏ. Xung quanh đảo này chỉ toàn thấy cây, thấy cỏ, đủ các loại hoa. Làm nhà ở đây chắc vui lắm, con hồn luồn nó kiếm tới. Quay lại Mira Tower làm liều để kiếm thêm tí kinh nghiệm, thì mình chỉ toàn chạm mặt với những con quái được bướp bẩn. Mình đánh vào nó mà sát thương nó tự dội ngược lại muốn nổi thương. Chơi quá là mạo hiểm nên mình quay về làng, úp kỹ năng mining lên level 4. Đào đúng mới có một quảng sắt thôi mà nó xuất hiện luôn con người đá rêu nát. May là có cái khiên đỡ mới cứu vớt lại được cái cuộc đời này. Đấm nhau với nó mà nó toàn đấm vào đầu không thôi, căm lè luôn mà. Đào có một quảng sắt mà muốn isekai, mà còn gì đau lòng hơn nữa khi cái hướng cuối cùng mình định đi lại là địa bàn của một con rồng lửa. Màu con này nó đen xị như cục than. Mình cố gắng cắm đầu chạy xuyên qua rãnh nước để đi đến một vùng khác, nhưng nó vẫn là vùng biển. Hậu quả là bị sốc nhiệt vì quá nóng, kèm theo combo phát hiện rồng lửa từ xa, hú săn đuổi đang bay trên đầu nữa, thì chỉ có mà niệm Phật. Rồi lại một lần nữa, mình phải quay đầu là bờ, băng qua lại cái rãnh nước này để chạy về làng, chế thêm băng đét để mà chữa lành vết thương. Rồi ngắm nhìn hoàng hôn xuống cùng con thằn lằn có cánh, cứ tưởng là đã được ngã lưng ngủ một giấc ngon lành thì quỷ lại tìm tới. Chơi game thôi mà nó khổ vậy đó. Chỉ còn một con đường duy nhất cũng 50-50 là con đường biển. Mình chỉ dám chèo thuyền gần bờ để khi nhìn thấy con rồng biển là mình sủi lên liền. Nhưng mà đâu có ngờ, có một con nó nhảy lên luôn tàu hải tặc, còn nó kẹt luôn ở trên đó. Rồi bắt gặp thêm một con gì đó đang cưỡi con hippo bay vòng vòng ở trên trời. Chèo được một lúc nữa thì mình tìm thấy một nơi, một nơi mà mình đã từng rắn bó cách đây 3 năm trước. Kiến trúc này không có gì để chơi vì nó có tất cả mọi thứ để mình làm căn cứ. Bên trong con thuyền nhỏ nằm ở mé ngoài này có rất nhiều rương, có nhiều loại băng cứu thương, có cả medkit, vũ khí cung tên nhiều loại, với cả đống nguyên liệu linh tinh. Ngoài này thì không hiểu sao vật phẩm nó nằm lăn lóc cả đống. Trong cái đống này mình lượm được một quả bóng bay. Nó là một loại trang sức khi trang bị lên người sẽ được nhảy cao và té đỡ đau, với một cái móng ngựa may mắn giúp té từ trên cao xuống không bị mất máu, nhưng cần phải đạt đến level 32 nhanh nhẹn mới sử dụng được. Còn có thêm cái súng bắn pháo sáng nữa, mà cây này chắc chỉ bắn lên trời cho vui.
Tiến vào căn nhà lớn ở trung tâm, mình nhanh tay phá hết cái lồng sình hôi từ dưới lên trên. Nó sình hôi ra con trai được bút bẩn, mình đánh hoài đánh không gây được đam. Đành dùng đến cái chiêu gậy ông đập lưng ông, là khi nó bắn tới, mình lấy cái khiên mình đỡ. Mình ép mình dí sát nó vào tường, nó bắn vô cái khiên nó dội ngược lại, đến khi nào nó ngẫm củ tỏi thì thôi. Còn cái lồng nằm bên trên kia là một cái lồng nguy hiểm không kém gì, khi nó chịu hồi ra những con Illusioner, cũng thuộc phe phái cướp bóc. Kỹ năng của nó là có thể phân thân chi thuật, và khó chịu nhất là gây hiệu ứng mù quáng. Để phá được cái lồng nhanh chóng thì mình phải đi bằng đường nóc nhà. Sắp phá được rồi thì nó lại chịu hồi ra một con búp bẩn. May là nó không có tuyệt kỹ gì xịn, mình nhanh chóng bế nó lên giường. Ở lộn, bế nó lên đường. Xử hết luôn cái bọn còn lại thì cái chỗ này đã là của mình. Ngôi nhà này có sẵn vàng pha chế thuốc, có bàn phù phép, có rương Ender, đe ép nâng cấp và những cái rương có luôn 5 quả táo vàng phù phép. Ở trong nhà xong rồi thì bên ngoài vẫn còn 2 cái lồng, mình phải đi dọn dẹp sạch khu này để cho an toàn. Để sử dụng được medkit thì mình phải nâng magic lên level 8. Đây là bộ sơ cứu VIP nhất, khi dùng để băng bó vết thương rất nhanh và được tặng 15 lần dùng. Sau đó mình gom hết tất cả đồ trên thuyền đem về nhà chính, xuống dưới nhà lấy cái lò thì thấy bên trong máy phân phát có rất nhiều cá chiến, mà ở dưới cái máy phân phát là một khối sắt. Còn những bộ giáp ngựa, giáp cờ hó thì mình đem đi nung cho thành phôi. Một giáp ngựa khi nung sẽ được 7 phôi, còn giáp cờ hó thì được 5. Rồi mình chế ra 8 cái khóa chậm bằng vàng để mà mở những cái gương bị khóa nằm ở trên thuyền. Cái này mình không biết có mẹo để mở không, chứ mình mở ra toàn đốt mò. Cái rương được khóa bằng ổ sắt thì mình mở ra khá là dễ dàng. Trong này toàn vũ khí với giáp không thôi, xịn nhất là cái giáp sắt được chất lượng masterful luôn mới ghê. Cái rương thứ hai thì bị khóa bởi ổ bạc, ổ khóa càng xịn thì nó càng nhiều chốt. Mò gãy hai chìa thì mình cũng mở ra được, được mấy phôi khoáng sản, có thêm 7 viên ngọc Ender. Có ngọc Ender rồi thì mình chế ngay cái chuộng triệu hồi và cục Soul Razor dùng để hùng phục bắt những con thú. Chế nó lần nữa để ra được đá linh hồn. Mình dùng cái viên này cho con thú ăn để mà có thể triệu hồi nó bất cứ mọi nơi, và khi hẹo nó sẽ được hồi sinh lại. Bây giờ nó không giống như trước nữa, là nó cho mình sẵn vài con thú để mà triệu hồi. Mình phải tự đi hùng phục bên ngoài, khi nào hùng phục đủ phần trăm thì mới có được. Còn về nhiệm vụ, phần thưởng nó cho mình là những chiếc nón rất là ngộ nghĩnh. Nón khoai tây cute phô mai que, con mắt của hội thánh đức chúa trời. Đội cái này vào là chắc chắn không ai nói mình đậu đất đâu ha. Nó mọc cây luôn. Mình phát hiện là cái nhà của mình nó nằm ngay chân địa bàn của tụi cá chà bạc. Con này con nén nó to chà bá, đứng xa vậy mà vẫn dính hiệu ứng đầu chậm. Không hiểu. Sau đó mình trèo thuyền các khu vực xung quanh căn cứ để mà khảo sát, thì thấy khu vực này chỉ toàn là sa mạc, núi lửa, còn tặng kèm theo con rồng lửa nữa. Mà ngoài biển thì thường luôn nó bơi tung tăng. Lúc quay về mình đào vài khối dung nham là khối mắt ma để mà đặt nó trong nhà như một cái lò sưởi để sưởi ấm khi mà bị quá lạnh. Chế ra cây nỏ Umbrium để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn, đó là đi săn rồng. Cây nỏ là sự lựa chọn số 1 khi nó bắn mũi tên đi thẳng, dễ nhắm hơn cung rất nhiều. Với số mũi tên nhỏ mình đang có thì mình nghĩ bao nhiêu đây là đủ để săn được một con rồng cấp 3. Dùng vàng với ngọc lục bảo chế ra sợi dây bùa hộ mệnh được cộng 1 giáp, 0.5 độ nhảy và thêm một cái ba lô nữa để mà chứa đồ. Vừa rời khỏi nhà thì mình bắt gặp một con hồn luồng đang bị mắc cạn. Tội nghiệp cho nó, mình dùng cung phóng xanh nó sang thế giới bên kia mà nó rơi ra được 3 cái bẫy. 3 cái bẫy thôi đó, rồi làm ăn được gì. Quay lại với ngôi làng, mình đã nhìn thấy con rồng đen như cục than. Mình đào một cái hố chuẩn bị trước để mà khi nó phát hiện ra mình thì mình chui xuống đây mình trốn. Nếu mà nó phun xương luôn thì mình tự chôn mình. Chuẩn bị xong rồi thì mình dùng cung bắn thử trước thì thấy toàn hụt. Dùng đến nỏ thì cũng toàn hụt luôn. Mù mắt người xem, bắn dính được một cái thì cứ tưởng nó đã phát hiện ra mình. Nhưng không, nó cứ bay xạ quần trên đầu mình kiểu như bị ngu. Tận dụng cơ hội đó mình tranh thủ nã vô đầu nó. Nhưng được một lúc thì nó khôn ra, nó lao xuống phun cho mình biết mùi lửa chùa là gì. Rồi mình vẫn tiếp tục cố chấp bắn nó, nhưng kết quả là bắn hụt không, hết mũi tên, kế hoạch đã thất bại. Lũi thủ quay về thì mình thấy con hồn luôn mắc kẹt trên tàu nó vẫn chưa hó ra được, rất là ngứa mắt nên xử nó luôn. Rồi mình cướp luôn con tàu này lên được 32 level kinh nghiệm. Quay về nhà, mình trở thành một anh nông dân thu hoạch lúa, rồi mở rộng ra thêm để trồng cà rốt. Chế ra cọc gỗ, sợi dây nối lại với nhau để mình trồng một vườn nho. Các bạn muốn biết trời độ là như nào không? Là gì nè, Ripper nó nổ sát bên mà không chết. Má ơi, cái pha này tôi nghĩ là người cõi trên mới cứu nổi tôi đó. Sau một lúc thì mình cũng đã làm xong cái vườn nho nhỏ. Mình phải trồng nó hưa ra cách 2-3 ô. Mà lúc đầu mình trồng hạt liền kế bên nhau, rồi khi phát triển thì làm sao nó ra quả. Xong xuôi mọi việc trong nhà thì mình chèo thuyền tiếp tục đi khám phá. Chèo thuyền xuyên qua hòn đảo nhỏ thì mình nhìn thấy một con Hippogriff đang bị mắc kẹt trên cây. Đi tới khu vực sa mạc thì xém mém bị cung bắn vô đầu. Nhìn kỹ thì thấy một con xương mặc full giáp đồng cưỡi con Hippo. Mình đứng ở trong đây nấp, đợi đến khi nào nó bay đi thì mình mới dám đi ra. Sa mạc cũng không có gì ngoài cái nhiệt độ nóng khủng khiếp của nó. Nhưng mà nó có hỏ, thì trong đầu mình chợt nhảy số, là mình biết là mình nên phải làm gì tiếp theo rồi. Trước khi rời khỏi khu vực sa mạc thì mình tiến lại ngôi đền xem thử, thì bị những con thiên thần canh gác nơi này nó đánh cho sắp mặt, thủ tiêu hết bọn nó. Thì mình tiến xuống dưới chỗ giấu 4 cái rương lấy đồ, đồ đó không được xịn mà còn bị khóa nữa. Vui là trời,
Mình quay về nhà chế vài sợi dây buộc rồi quay lại vùng sa mạc để mà bắt hổ. Cũng chơi dại cầm cung bắn vào con xương đen thử xem như nào, ai ngờ nó dí thiệt. May là mình bắn gớt nó xuống con rốc trước khi mà nó tấn công tới mình. Mình thấy nó cũng như những con quái bình thường, nhưng nguy hiểm hơn một cái là nó cưỡi mấy con thú biết bay. Mình lấy cái cục Surazer ra nhắm vào con rốc thì cộng được thêm 100% hiểu biết. Và nó cần đạt tới 1000 hiểu biết thì nó mới lên được level 2. Mà để hồn phục được con rốc này thì mình xem nguyên liệu thì mình phải đi kiếm cá, kiếm thịt cua. Chứ không còn dễ như trước nữa là mình đi săn những con thú ở ngoài sa mạc. Con rốc buổi sáng nó còn hiền, chứ mà gần tối thử xem, nó nắm đầu mình nó lôi lên trời liền, thứ gì chịu nổi. Ngày hôm sau mình tranh thủ đi bắt hai con thỏ, rồi rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt vì thời tiết chỗ này nó nóng không thể nào mà chịu nổi được nữa. Một con ngồi trên thuyền, con còn lại thì lôi nó như con. Đâu phải về đến nhà là dễ dàng khi mình phải băng qua một vùng biển rộng lớn, mà xung quanh vùng biển này chỉ toàn là thuyền luồn với nàng tiên cá. Phải tốn thêm một mớ thời gian nữa đi đường vòng để mà né xa tụi nó. Và kế hoạch đã hoàn thành như mong đợi, giờ cho bọn nó ăn sinh sản càng nhiều nó là ok. Số cà rốt mình trồng bao nhiêu ngày qua rồi mà giờ vẫn chưa có cây nào phát triển, thì mình mới xem kỹ lại là nó phải đúng mùa nó mới phát triển, hoặc là dùng kính xanh xây một cái nhà kính thì nó mới phát triển bình thường. Mà ở nhà hoài cũng chán, mình lại chèo thuyền đi vòng vòng chơi để thấy có một lâu đài trôi nổi trên biển. Chuẩn bị đi vào thì bị con quỷ người cá dí tới. Để con này chạm vào người thì mình sẽ bị dính hiệu ứng nặng, sẽ bị chìm ngụm nếu mà bơi ở dưới nước. Mà đi xung quanh đi hết lâu đài này cũng chẳng có gì để lấy nữa. Cũng liều thử ghé vô tòa tháp cướp, nhưng mà chưa kịp cướp nữa bị con búp bẩn nó tạo tôi nhện dính cho khỏi di chuyển. Gặp mấy cái tình huống này mà phản ứng không kịp là dễ đi lắm. Tháp cao mình cướp không được thì mình tới cướp tháp ngược. Cũng tìm thêm được một cá đóng kính với cá đóng lông nữa để làm mũi tên. Vài ngày sau mình quay lại làng, xử lý con cá chà bạc vì dám nuốt đầu thằng khứa một sát. Cứ tưởng giải cứu nó rồi thì nó sẽ cho mình trao đổi, nhưng không, nó tặng cho mình 5 cái hiệu ứng xấu. Rồi mình quay lại ngôi làng khởi đầu thì quên mất là làng này có nàng tiên cá. Mà cũng quên bịt hai cái lỗ tai lại luôn, thế là dính chưởng. Khi bị nó lôi lại mình cũng không biết con nào làm chón mình. Chón vài giây thì không nói gì, chứ cái này nó chón tận một phút. Ui là trời, chơi game mà chóng hết cả mặt. Sau khi chèo thuyền qua một vùng biển thì mình đã đi đến vùng đất mới. Chỗ này có một bầy ngựa, mình chọn con nào nhiều máu nhất làm đồ đệ để cùng nhau đi thỉnh kinh. Chắc vùng này là savanna vì nó quá nóng, cưỡi ngựa phi vèo vèo mà vẫn không chịu được, nên mình phải đi sát mé biển để khi nóng quá thì nhảy xuống liền. Có luôn mấy con hằn lằn đất chỗ này, tiện thế mình cũng săn luôn vì tụi nó sẽ rơi ra da để mà chế tạo ra được vài thứ. Đi dọc theo mé biển thì mình nhìn thấy một tòa nhà của bọn ký sinh với thêm một cái Mera Sour. Sáng hôm sau đi hẳn vào sa mạc thì thấy một cái xác của một con rồng cấp 4, nhặt xương nó luôn vì cũng đang cần. Mình cố gắng chạy khỏi vùng sa mạc này vì nó quá nóng, thì trước mắt lại xuất hiện một con rồng. Bẻ lái qua hướng khác thì may quá, nhìn thấy một ngôi làng. Để có thể triệu hồi được mấy con bảo vệ y như ở trong làng thì mình phải lấy cục Surazer lít vào nó khoảng 10 lần. Một lần nhấn vào như vậy thì mất khoảng 300 giây thì cục Surazer nó mới hồi đầy lại. Mà hôm đó sắp đến ngày Halloween nên game nó cập nhật thêm nhiều cái rất là ác, như là cái kẹo bí ngô này. Cục kẹo này có tỷ lệ mình nhặt được khi mà bêm quái. Mở cái này thì sẽ hên xui, giống như cái câu cho kẹo hay bị nghẹo. Lúc đi săn hàng lần đất thì không hiểu sao mình bị sét đánh, nhìn lên xuống thì có thấy gì đâu. Vừa mới hồi máu xong đi được vài bước thì lại một cái đùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Không biết phải do cái nón mình đội không, chứ mình cởi ra đi một hồi vẫn dính chưởng. What the hell, chẳng lẽ đây là kiếp nạn đi thỉnh kinh sao? Đi một lúc nữa mình bắt gặp một cảnh tượng rất là khủng khiếp trước mắt. Một con rồng lửa được mặc giáp sắt do ai đó đang cưỡi. Nó bay đến đâu là nó phun lửa tàn sát đến đó. Nó dí theo con hippo, mà con hippo nó cắm đầu bỏ chạy về hướng mình nữa, là mình phải cút heo. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì mình hết dám cưỡi ngựa đi khám phá. Mình quay về nhà tu tâm dưỡng tánh cho bọn thỏ ăn để mà nó đẻ nhiều hơn. Đi thu hoạch lúa với hai vườn nho cũng đã phát triển. Đang xử lý con Reaper thường thì ở đâu quỷ Reaper búp bẩn nó chạy vào. May là mình nhanh chân chạy hẳn lên lầu, leo lên các mái rồi nã xuống. Bắn nó được hai phát thì nó dịch chuyển đi đâu. Quay tới quay lui nó nổ cho phát thì mới biết là nó dịch chuyển lên mái nhà. Nó nổ thôi vẫn chưa đủ, lần này nó còn cộng thêm combo độc tố. Cái khu vực mình đang sống thì nó hay spawn ra những con tiên hồi máu. Bắt con này cho nó ngồi lên thuyền, để ở trước nhà thì tiết kiệm được biết bao nhiêu là băng cứu thương á. Quay lại vào nhà, mình dùng lông với giáp ngựa kim cương chế nó thành giáp cho Hippogriff. Rồi dành rất nhiều thời gian AFK cho thỏ ăn. Cầm đồ ăn trên tay thì đứa nào đứa nấy cũng tôn sùng mình như vua chúa. Không hiểu sao nguyên một đám con nào cũng màu vàng nhạt thì ở đâu lòi ra được cái con màu nâu nè. Rồi thêm một thằng cu mắt bị khuyết tật nữa, tội dữ. Số lượng thỏ bây giờ đã quá nhiều, mình chế ra mũi tên may mắn bằng ngọc lục bảo. Khi tiêu diệt bằng mũi tên này, nó sẽ có tỷ lệ gớt ra vật phẩm cao hơn. Và thứ mình cần từ bọn thỏ là chân của nó. 32 mũi tên được bắn ra thì mình nhặt về được 6 cái chân, 60 miếng thịt và một stack máy da thỏ. Mình lập tức chèo thuyền xung quanh nhà xem có con hippo nào không. Thì may quá nhìn thấy một con kế bên, ngay chân cái chỗ kiến trúc của bó. Mình chuẩn bị chân thỏ cho cá đóng vô, mà nó chỉ ăn một cái thôi là nó đã bị hồn phục rồi.
Đã có phương tiện di chuyển dễ dàng thì mục tiêu tiếp theo là đi cướp các tòa tháp. Mình chế ra hai thứ để test là cái móc và mũi tên bít tông. Ở phiên bản cũ khi mình dùng móc bắn vô con boss người đá vài cái rồi bắn mũi tên thì nó sẽ văng đi xa. Mà đến phiên bản này thì nó không còn hoạt động như vậy nữa. Thì mình dùng đến mũi tên bít tông. Mình sẽ bay gần lại cho con người đá phát hiện ra mình. Rồi sau đó nó đuổi theo, nó dí tận ra ngoài rìa tháp. Mình tặng cho nó một mũi tên đẩy lùi, cho nó gớt xuống dưới. Thế là cái gương trên này là của mình. Chơi quá là khôn luôn. Đồ trong gương cái nào cũng cần nên là chôm hết. Còn những cái rương bên dưới thì mình canh bay sát lại gần tháp, rồi đào vào là có thể lấy được. Có luôn một cuốn atlas là sách bản đồ, nó sẽ giúp mình di chuyển và đánh dấu lại các địa điểm. Và mình chế ra luôn hai chiếc nhẫn hiệu ứng, chế thêm bột quỷ lửa với khói mắt ma nữa để thành nhẫn sức mạnh. Đeo hai chiếc vào thì được búp sức mạnh hai vĩnh viễn. Sau đó mình bay đi khám phá qua rất nhiều nơi để tìm những công trình dễ loot và dễ farm kinh nghiệm. Gọi lại bị sét đánh, nó đánh muốn móp cái đầu, vẫn không hiểu sao sét vẫn đánh trúng mình. Hay là mình là người được chọn, mà tỷ lệ sét đánh trúng một người phải nói là cực hiếm. Nhưng lần này mình bị đánh trúng 4-5 lần thì chắc chắn là mình hên dữ lắm mới xui được như này. Trên đường đi mình có tìm thấy liều trại của bọn dân làng, cũng kiếm được một mớ băng cứu thương ở đây. Bay đến khu vực đầm lầy thì mình nhìn thấy hang của con rắn Hydra. Không phải một con mà tặng 3-4 con ở chung một vùng này. Ở giữa đó là kiến trúc lâu đài 4 ngọn. Mình chỉ lưu lại vị trí rồi bay đi tiếp. Phát hiện ra một cái nữa là con gồng nó còn biết sống trên cây nữa các bạn. Cái RLRAP này nó độc lạ bình dương thiệt chứ. Tiếp tục bay đi thì mình lại thấy công trình mình đang làm căn cứ. Chỗ này nó bị lỗi gì rồi, đồ đạc nó lại rơi ra tứ tung y như cái trước. Trong này có giáp kim cương, sách phù phép Advent bảo vệ lửa 2, có cả tô tầm nữa. Nhưng khi mình cầm tô tem thì mình sẽ bị nguyền rủa về dạng máu nhất định. Có luôn cái đai đeo công cụ, chất lượng bí ẩn, nó cộng các chỉ số chủ yếu là về ma thuật. Đeo cái này vào sẽ tiết kiệm được ô công cụ trên tay chính. Lấy ra cắt vào quá là tiện. Rồi mình cũng vào nhà càng quét sạch mấy cái lòng spawn quái. Có sẵn cái túi nhỏ nên là mình ép vào luôn cho hắc lưng để tăng thêm được một ô để công cụ. Bận bịu vơ vét thêm con tàu nữa. Thì qua ngày hôm sau mình mới bay về đến nhà và bỏ hết số đồ đã loot được rồi sắp xếp lại nữa thì cũng mất hết cả ngày. Tiếp tục với chuyên mục cướp tháp, lần này hay ẩu khi mình không né được cầu lửa của con golem. Hên quá trời hên khi vẫn còn sống té xuống biển. Cái này mà có con hù luồn nó để ở dưới nữa là chắc không còn gì. Những món đồ trong tháp bây giờ mình thấy nó không còn xịn như trước nữa. Lúc trước lượm cái rương chỗ con golem thôi là đủ giàu rồi. Bây giờ nhìn lại thấy nó nản gì đâu. Sắp lúa được xong cái hấp thứ hai thì sự kiện Halloween diễn ra. Thấy quái xuất hiện ra nhiều hơn, chủ yếu là mấy con quái vật biết bay. Mấy là sự kiện nó cho mình ngủ nên là mình ngủ đến sáng là xong, qua được kiếp nạn. Lúc ngủ thì mình nghe tiếng một cái đụng ở dưới nhà rồi. Sáng lú ra nhìn thì thấy con hippo của mình đang bị tụi quái hội đồng. Và nhận ra một điều đó là con bé của mình cũng bị bọn quái tấn công. Rồi mình phải dọn dẹp hết cái đống quái nó sình thôi sau sự kiện tối hôm qua. Tụi này hình như không bị despawn các bạn à. Mình bay đi xa rồi mình quay lại vẫn nhìn thấy tụi nó. Và ngày hôm đó mình đã có đủ kinh nghiệm để mình đang bảo vệ lên cấp 16 để mặc được giáp kim cương. Lần này đã dễ dàng hơn khi cưỡi anh bạn hippo đi săn rồng. Con hippo mà nó sải cánh một cái là con rồng nó chỉ tuột luốt lại phía sau. Mình bắn rồi chạy, bắn rồi chạy. Đang bắn giữa chừng thì bị một con khác dí tới. Mình bắn thấy nổi tên nhỏ hết rồi mà nó vẫn chưa hẹo. Hậu quả là mình làm liên lụy tới ngôi làng gần đó. Nó phun cháy hết nửa cái làng. Thấy cái tình hình này bắn nó hoài nó không hẹo thì mình cũng từ bỏ và phải đi thăm ngàn mạnh hơn nữa. Ngày hôm sau mình tìm thấy những công trình rất lạ nằm ở dưới lòng đất. Thấy chỗ này có người bảo vệ thì chắc chắn là an toàn. Và trước khi đi xuống dưới thì mình làm một cái chỗ ẩn nấp cho anh bạn hippo. Nó mà có mệnh hệ gì thì chắc mình sống không nổi vì nó là phương tiện duy nhất mà mình đang có. À mà các bạn muốn đặt tên cho anh bạn này là gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nha. Thì ra bên dưới này là một nơi sinh sống của tụi dân làng. Chỗ này có rất nhiều rương, rất nhiều giường, không khác gì cái hầm trú ẩn. Chỗ này mình thấy khứa một sách bán cuốn Adventure Jack luôn, nhưng mà cấp 1 à. Mà trong này đồ nó nhiều kinh khủng, đi loot hoài mà không hết, chỉ thấy hết ba lô. Trong này mình thấy nó chia ra rất nhiều khu, như là các khu sinh hoạt, khu vực chăn nuôi trồng trọt, thư viện đọc sách và khu nung khoáng sản, nơi làm việc của các hở rèn. Và đi xuống dưới này nhiều cái bất ổn lắm các bạn, tại vì chỗ này nó nằm dưới lòng đất, xen kẽ với nhau là những hang động tối đầy quái. Mà thêm một lần nữa, mình được người ở trên độ, khi mà nhắn vào trao đổi với thằng một sách. Giờ mình cũng không biết làm sao mà lần với mấy cái thằng này nữa, không biết thằng nào thật, thằng nào mà giả để mà tránh nó luôn. Không ngờ là trong này có nhiều mấy cái túi nhỏ dữ. Đi một hồi lượm được 3-4 cái. Ép vào cho hắc lưng nữa lên được 4 màu để công cụ rồi. Mình mới đứng đây có một chút thôi là cái bùm. Ripper nó nổ thôi đã sợ, lần này còn nổ xuyên tường. Muốn chậm cảm tới nơi. Rồi mình tìm được một cây Rebuket Desert Single Gabier. Nhặt vào nữa thì hết cả hồn, được luôn chất lượng huyền thoại. Mình cũng không biết ngon không chứ thấy khi cầm vào nó trừ 2 tim rồi. Mà cây này ngon không vậy các bạn? Bình luận cho mình biết với. Chứ không có chơi mấy năm giờ như con cục tác. Ngoài ra mình còn tìm được hai cái quần cách nhiệt cực kỳ ngon. Nó là một cái thứ gì đó rất xa xỉ ở giai đoạn đầu game, với có thêm hai phôi phát sáng nữa để mà chế tạo trang sức và một sợi dây chuyền lửa nữa có khả năng gây cháy khi tấn công. Mà trong này có nuôi cái sư tử luôn nữa. Ui là trời, cái lồng nằm ngay chân cái phòng thì ngại gì mà mình không farm. Farm một hồi thì cái lồng spawn nó tự hủy. Vào mở gương lấy đồ thì lại nữa quỷ rương.
Nhiều lúc mở mấy cái rương bị khóa bởi ổ kim cương mà nó toàn ga như này thì tinh thần nữa đâu mà mở được mấy cái khác. Ngồi mò gãy biết bao nhiêu là chìa để nhận lại một đống đất đá thôi sao. Sau đó mình bay về căn cứ cất đồ rồi tiếp tục đi cướp Háp. Mà Háp nào có con boss golem được bút bẩn thì bỏ đi mà làm người. Bắn nó xong có khi mình là người hẹo chứ không chừng. Chỉ nên nhắm vào những con golem bình thường thôi. Và mình có nhìn thấy ngôi nhà dẫn xuống hầm ngục, cũng đi xuống thử thì bị hai con Reaper đến nổ phát hoảng đành bỏ chạy lấy người. Rời khỏi chỗ đó chưa được bao lâu thì bị kỵ sĩ rồng dí theo phóng hỏa. Máy là con Hippo nó bay nhanh nên cũng bay thoát khỏi được tầm nhìn của nó. Bay đi hết vùng sa mạc thì đến vùng tuyết băng giá. Cách không xa đó là khu rừng gỗ sồi có một hang rồng cấp 5. Để ý thấy là hang nhiệt độ ngày càng bị đóng băng, mặc dù là mình chỉ di chuyển dưới trời mưa thì biết là thời tiết nó đang dần chuyển mình sang đông. Mùa đông là một khó chịu nhất trong RLRAP. Nếu mà mình chưa trang bị những bộ đồ ấm hoặc là những công cụ sưởi thì có nguy cơ lạnh cống mất luôn cả mạng. Mình còn tìm thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng ở khu vực này. Đây là địa bàn sinh sống của bọn ký sinh đó các bạn. Mà kế bên đó có một tòa tháp đổ nát. Mình tranh thủ vào lốt thì bị hai con chim đầm lầy nó dí. Mức độ nguy hiểm của loài chim này không khác gì khi gặp một con rồng. Rồng thì còn mai ra núp được, chứ loài này thì nó bắn lông ga liên tục khó mà đỡ. Định bay hẳn đi khám phá tiếp thì chợt thấy một con, hai con rồng, thêm một con nữa là ba. Ui là trời, lần đầu tiên mình thấy ba con rồng lửa mà ổ của tụi nó gần nhau đến như này. Rồi sinh vật chỗ này làm sao mà sống nổi. Mình cũng tò mò và bay xuyên qua các tòa nhà của bọn ký sinh trùng để mà trở về. Thì mình nhìn thấy những con ký sinh thuộc chủng to lớn. Địa bàn của tụi nó là những tòa nhà cao chót vót tận tới nóc trời. Và có thấy một cái kiến trúc gì đó chỉ toàn là cổng địa ngục bao xung quanh. Cũng rất là tò mò nhưng mình không dám lại gần, vì tụi ký sinh này có thể one hit tiễn mình một cái là lên đường. Thời tiết càng ngày đã càng lạnh hơn. Mình ở trong nhà mà mình vẫn thấy lạnh. Cách duy nhất mình có thể làm để mà ổn định là nhiệt độ là mình dùng đến khói magma sưởi ấm. Nếu mà dùng đến lửa hay là lava thì nó sẽ cháy rụi hết căn nhà, kể cả luôn anh bạn Hippo. Mình đưa nó lên gác mái ở, không phải để đỡ lạnh mà là bảo vệ nó khỏi mấy con quái ở ngoài kia. Đến với phần chế tạo và nâng cấp thì mình chế ra cái đe rèn chất lượng, dùng kim cương rèn nguyên bộ giáp. Khi nào chất lượng lên master full hết thì thôi. Còn đôi ủng thì mình thấy chất lượng speed đi ngon hơn khi được cộng 10% tốc độ di chuyển. Chế thêm mũi tên bích tông để đi cướp Háp, mũi tên nhỏ để đi săn rồng, nâng tấn công lên level 12. Cũng vân vân là có nên dùng cây này không, vì mình nhìn nó xịn vờ lờ. Nhưng mà khi dùng cây này thì máu phòng thủ của mình nó không được trâu thì thấy hơi toan. Chắc là phải hạn nó lại một khi khác. Mình sửa lại nó và ghen nó lên Legendary cộng được 15% rồi check dam. Rồi đi hung hạch cho đủ level 30, phù phép cho nó luôn mà chỉ được có sức mạnh 4. Trước khi lên đường khám phá thì mình đào thêm magma, chuẩn bị thêm chục bình nước sạch nữa để mà ở cực vài ngày tới. Quay lại lâu đài 4 ngọn thì mình thấy tuyết đã rơi. Đây là nơi mà mình sẽ farm kinh nghiệm vì trong này cực kỳ nhiều lồng quái. Xung quanh ngoài này là những lồng spawn của bọn xương đen và skeleton. Còn nằm bên trong nguy hiểm hơn là của bọn cướp cầm rìu. Đang farm ngon lành thì bị con quái độc tới kiếm. Nó lây độc cho mình, dính luôn cả con Hippo muốn tắt thở. May là có cô tiên kế bên bút hồi phục 2 cũng đỡ được phần nào. Sau một lúc đứng farm thì mình nhận thấy là mấy cái lồng spawn nó tự động phá hủy khi đã chịu hồi đủ số lượng. Cứ tưởng là được farm vô hạn ai ngờ. Mình cũng thử bay vòng vòng phá lốc trên tháp nhưng cũng không có tác dụng. Nó không cho mình chơi cái trò khốn nạn lấy đồ xong rồi bỏ chạy như trước nữa. Giờ chỉ có cách là đi từng tầng, tiêu diệt hết quái, phá hết lồng mới có thể lấy được rương thôi. Farm cho đến khi trời tối thì nhiệt độ nó còn lạnh khủng khiếp hơn. Nếu mà không có cục magma này chắc giờ mình đã trở thành nữ hoàng băng giá. Mà farm tự cướp này cũng tiện phết khi nó rơi ra kinh nghiệm, rơi ra cái ngọc lục bảo để mà mình dùng trao đổi sách với dân làng thủ thư. Xử lý hết đám bên ngoài thì tiến vào trong có một tủ sách có rương và bên trong đó chứa rất nhiều sách phù phép dòng cao, như là mình lượm được cuốn sắc bén 4, gia tài 2, bảo vệ sắc thương rơi 3 và nhiều loại phù phép khác. Không chịu nổi với cái thời tiết khắc nghiệt này nữa, mình đành bay vào sa mạc chánh lạnh. Kế bên đó có một ngôi làng và một con rồng lửa. Đang là thời điểm Halloween nên con rồng nó được ưu ái hóa trang thành một cái xác. Nhìn cũng vậy, cũng độc lạ đó chứ. Mình cũng tự tin với sức mạnh của cây nỏ nên là mình săn luôn con rồng này. Do là nó hóa trang, mình cũng không biết được màu vảy của nó. Mà cứ miễn con rồng nào nó ở sa mạc thì chắc chắn là con rồng lửa. Mà tầm này quan trọng gì màu, có vảy của nó làm giáp là được. Con rồng dường như là nó không phải phun chúng mình lần nào luôn ấy. Cảm giác như là con Hippo này nó bay quá nhanh, nó né được hết hơi thở mà con rồng phun ra.
Sau một lúc bay vòng vòng bắn nó thì nó cũng đang ngửm củ tỏi, rơi tự do xuống. Lại nhặt xác thì biết nó là một con rồng cấp 3 có màu đồng. Mình nhặt về được 32 vảy, rồi dùng toàn bộ kinh nghiệm mấy ngày qua farm được, nâng vào cho bảo vệ lên 24 nhưng mà không đủ. Mình cố gắng bay về nhà trong đêm với cái lạnh teo cả người. Dùng số vảy đó chế ra một bộ giáp rồng, quất vài chai kinh nghiệm vào nữa là ok, bảo vệ lên 24. Mình đem đi rèn chất lượng đến hết cả da mà cũng không được master full, nên là mình đành treo lên kệ để đó. Tuy là giáp gồng nó nhiều giáp hơn giáp kim cương, nhưng mà cái chỉ số hỗ trợ nó mà cùi, nó trừ cái này cái kia thì mình cũng không dám mặc. Giờ mặc giáp kim cương master full tạm thời có khi nó bảo vệ còn an toàn hơn. Đầu con rồng với trái tim của con rồng thì mình đem nó chế với bình nước để ra được bình nước rồng. Bình nước này chứa được 8 lần uống, một lần được 3 cục. Mà nước nó còn được làm sạch khi múc vào nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. Sau đó mình lấy tất cả phụ kiện trang sức ghen lại hết để tối ưu hóa sức mạnh. Ghen cái hắc lưng công cụ được punishing, hai chiếc nhẫn undying. Còn cặp kính râm này thì nó sẽ giúp mình miễn nhiễm với mù loà. Lấy 4 buổi spectral với 5 vàng, mình chế ra một cái vòng cổ thánh giá. Đeo vòng cổ này vào nó sẽ tăng khả năng miễn nhiễm khi bị sát thương. Đem đi ghen được vài lần nữa thì cũng hết luôn bộ spectral. Quay lại hang rồng cấp 5, mình định săn luôn con này nhưng mà điều kiện thời tiết không cho phép nên mình đành rút khỏi chỗ đó. Đi vào sa mạc để tránh lạnh thì mình nhìn thấy một con rồng khác làm ổ trên lốc lâu đài 4 ngọn. Thế là mình giải quyết luôn nó để chiếm khu vực này. Và nó cũng là một con rồng cấp 3 màu đồng. Sau đó mình dành rất nhiều thời gian farm luôn chỗ này. Khi bêm một con quái có tỷ lệ triệu hồi ra một con ma. Ma bình thường thì không sợ, nhưng lần này là ma Super Saiya. Những con mà có hiệu ứng lửa tím tím như này thì không khác gì mấy con boss mini. Nó vừa nhanh, nó vừa mạnh. May là mình có cái khiên với cặp kính chống mù, nên là cái con này nó cũng không có tuổi. Nó đánh mình cũng chỉ vàng cả người. Những con được bút bẩn siêu xe da như này thì nó thường rớt ra những mảnh pha lê trái tim. Khi mà kết hợp được 9 mảnh lại thì mình sẽ được tăng thêm một tim. Farm xong bãi trong này mình được 38 level kinh nghiệm. Mình cũng dồn hết vào luôn cho kỹ năng tấn công. Lại một lần nữa mình bị ông năm nổ làm thêm một quả bất ngờ. Cũng không tin được nó nổ như vậy mình vẫn còn sống. Chắc là hào quang nhân vật chính là vậy. Farm xong đám bên này thì mình tiến vào chơi mấy cuốn sách phù phép. Lần này được trọng hóng 3, đào nhanh dưới nước, độ mềm mại, hiệu suất 4 và có luôn cả sửa chữa. Ngoài ra còn có thêm 3 cuốn đặc biệt là hại thêm ma 5, bật lùi 2 và cũng là chậm hóng 3. Mà mấy cuốn này mình nhớ lúc trước DF đâu có được đâu, hay là dùng đến cái gì á. Các bạn nào biết thì bình luận phía dưới cho mình nha. Trên đường bay về làng thì mình lại nhìn thấy tòa tháp. Bắn con boss té xuống dưới, rồi cũng thử dùng phiểu với mấy cái rương bị khóa nhưng mà không có tác dụng. Mà cái ổ này nó được khóa bởi ổ kim cương điện. Khi mà mình mở sai, gãy chìa thì nó sẽ giật mình. Mà khổ nổi là nó không giật cái tay, nó nhắm đúng cái đầu nó giật, ác ôn thiệt chứ. Sau 7 cái chìa gãy thì mình cũng mở ra được, đồ cũng không khác gì mấy cái rương kia luôn. Mà tại sao lại khóa? Chẳng lẽ đây là cái cách mà hằng làm mod nó cho người chơi đây sao? Mà tối ngày hôm đó là đêm trăng máu, mình lập tức cưỡi anh bạn Hippo bay đi tìm một chỗ nào đó an toàn để núp. Quái vật bên ngoài cái đống mà trời còn lạnh nữa thì hứ gì chịu nổi. Bản thân mình bảo vệ chưa xong thì mình phải bảo vệ luôn anh bạn Hippo. Có nghe tiếng zombie đập cửa đùng đùng ở dưới nhà thì cũng mặc kệ. Đợi đến khi nào trời sáng thì may quá vẫn còn sống. Những ngày sau mình bay lòng vòng trong sa mạc để mà mở rộng bản đồ và đánh dấu luôn những kiến trúc quan trọng lại. Có tìm được một quả trứng sinh ra con ngựa nữa nè, ảo ma. Cướp tháp thì lần này được cuốn XP Storm và còn tìm thấy được công trình có rất nhiều boss. Kế bên đó luôn là lâu đài 4 ngọn. Cũng tranh thủ vào farm thì sự kiện Halloween lại diễn ra. Mình cắm đầu cắm cổ bay đi ngay lập tức. Và sau rất nhiều ngày đã trôi qua thì mình thấy không còn lạnh như trước nữa thì mùa đông đã đi qua. Đây là thời điểm thích hợp để mà mình đi lại khám phá và săn những con rồng ở vùng khí hậu mát mẻ. Đào đường đi xuống hang rồng thì gặp ngay con quỷ hét. Nó làm mình yếu đuối không thể nào mà đánh trả. Nhưng mà hết hiệu ứng một cái là nó tới công chuyện với mình. Mình đào một cái hố đủ rộng thì mình dùng nỏ bắn cho nó tỉnh dậy. Liền chạy lên trên, đợi hoài mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Chui xuống lại lần nữa bắn cho nó thêm một phát thì nó đã tức giận bay ra khỏi hang. Mình vẫn áp dụng cái tiệt chiêu mua hàng cái bắn rồi chạy, bắn rồi chạy. Mà càng dễ bắn hơn khi nó đáp vào một cái cây khổng lồ bay lơ lửng ở trên trời. Nó phun lửa phóng hỏa thì còn gì là cây cối nữa. Và khi nó đổi sang nhắm đến một mục tiêu khác thì mình tranh thủ bay theo sau, tận dụng cơ hội bắn càng nhanh và bắn hạ được nó trước khi mặt trời lặn. Hơn sau con này cũng là con rồng màu đồng, nhưng đã đạt cấp độ cao nhất. Nó rơi ra rất nhiều vảy và may mắn hơn nữa nó là một con rồng cái. Và nó rơi ra cho mình một quả trứng màu xám. Mất rất nhiều thời gian để mà mình vận chuyển đồ đạc đem hết về nhà. Vì chuyến đi này mình ghé, mình cất rất nhiều đồ tạm ở mấy cái waystone. Mà để chế được cái waystone thì mình phải có ngôi sao nether. Xong xuôi hết rồi thì mình lấy giáp gồng với vảy gồng ra, ghen cho nó nguyên bộ được master full. Mặc vào nữa thì rất là ngầu luôn. Ngầu như bồn cầu. Rồi dùng cà rốt vàng, 4 bạc, phôi phát sáng, chế ra nhẫn nhìn trong bóng tối. Chế thêm vài cái kiếm kim cương, lấy hết những phôi phát sáng còn lại và khối kim cương để chế ra 3 cục game. Với thêm cái đầu gồng cấp 5 nữa thì mình đã chế ra được mắt gồng. Một phụ kiện cực kỳ ngon không thể thiếu khi nó búp cho mình được khả năng kháng lửa và khả năng nhìn trong bóng tối. Cái này là hơi bị xịn luôn á. Vũ khí thì mình dùng xương rồng chế ra cây côn nhị khúc rồng. Đi săn thêm con rồng lửa ở vùng sa mạc để lấy máu nó.
Đến vùng tuyết săn thêm con rồng băng nữa thì thấy một con được cưỡi bởi kỵ sĩ Sương. Với sức mạnh bây giờ thì mình không còn ngán ngẩm gì nó. Sau vài mũi tên bắn ra thì mình đã hạ được tên cưỡi rồng. Té từ độ cao này xuống thì không thể nào mà sống sót. Xong hàng kỵ sĩ thì mình làm gỏi luôn con rồng. Cho dù nó được trang bị một lớp giáp sắt đi nữa thì bắn một hồi cũng ngẫm. Cứ tưởng là nó đã rơi xuống hẳn lava, nhưng may quá là những cục magma đã cứu vớt nó lại. Mình nhanh chóng lao xuống dùng bình múc hết máu rồi rời khỏi chỗ đó. Quay về nhà, mình dùng máu rồng băng ép vào cho cây côn dị khốt, rèn chất lượng lên Legendary, ép chậm hỏng 3 với sửa chữa nữa là quá tuyệt vời. Rồi bay đi đến lâu đài bốn ngọn khác để mà chinh phục toàn bộ nơi này và test luôn cây vũ khí hàng lạnh. Mình chọn cây côn dị khúc này vì nó đánh liên tục, nhưng mà khi ép máu rồng băng vào nữa, tấn công sẽ khiến đối phương bị làm chậm, kể cả những con bay hay là đi xuyên tường đều sẽ bị lôi xuống như là ma da kéo giò. Sau khi dọn dẹp sạch sành sạch chỗ này thì mình tìm thêm được cú vô hạn và dùng toàn bộ kinh nghiệm có được nâng vào hot skill nhanh nhẹn lên cấp 18 và mining cấp 16 để xài được cú kim cương. Nhanh nhẹn lên cấp 18 thì mình phân vân giữa hai cây là cây nỏ băng và cây cung lửa. Mình cũng không biết xài cây nào thì mình nhờ các bạn chọn giúp mình. Cây nào ngon thì bình luận ở dưới nha. Mà quay lại trước đó, mình dùng tất cả mảnh trái tim đã lượm được từ đầu game tới giờ, chế ra được 2 trái tim, cắn vào nữa thì được tăng thêm 2. Quay lại với lâu đài 4 ngọn thì mình phát hiện ở dưới nó còn một cái đường hầm đầy lồng quái. Bên ngoài là 2 cái lồng của bộ Scare Long Con. Đi vào trong có thêm lồng zombie và có thêm cả bộ Scare nữa, nó bắn muốn nải chỉa. Mà nguy hiểm nhất là bọn nhện độc. Đồ trong gương thì mình thấy cũng bình thường, nhưng mà mấy cái gương ngay ổ con nhện nó mới ngon khi nó có 5 bộ special. Tiến lên lầu 2 dọn dẹp từng tòa một thì cũng không dễ dàng gì khi trên này có đủ loại quái. Tuy là đã trang bị giáp gồng nhưng mình vẫn sợ vì tụi này có đủ chiêu trò có thể sóc đam cực mạnh. Nào là bị Ripper nổ, bị chơi bù lú vứt luôn cả vũ khí, nhưng may sao quay lên mà còn nhặt lại được. Mà công nhận mới đi phần nửa kiến trúc mà mình đã lên được cả đống kinh nghiệm. Sau vài ngày đánh nhau thì mình chợt nhớ ra là mình có đệ tử mà. Sao không chịu hồi nó ra giúp? Thấy bằng bằng vậy thôi mà có tác dụng lắm đó chứ. Đánh với mấy con ma bay bay là người chính của bọn này. Tiến lên các tầng trên cùng thì mình phải bắn các pha Leyen. Trên này nguy hiểm nhất là tụi hồn ma bay. Mình phải làm liều chạy lên phá cái lồng chịu hồi nó trước thì các con còn lại dễ dàng xử lý hơn. Và đây là tất cả đồ mình đã lượm được ở trong này. Một gương là không đủ đâu, phải hai gương. Chỉ sò là lên được 65 level kinh nghiệm và nhặt được cái đống mảnh vỡ trái tim. Bay về nhà đến khi hoàng hôn buông xuống thì thông báo là đêm dân máu tới chơi. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong 100 ngày Girlgraph Red Dora. Mình đã cực kỳ may mắn sống sót một cách kiên cường đến ngày 100. Và hành trình này vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn còn rất nhiều thứ để mình làm. Và hãy like và đăng ký nếu các bạn thích những chuyến phiêu lưu không hồi kết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.